là bay qua được này. Ok, được rồi. Nghe nghe tiếng gì đây ta? Nghe tiếng gì ta? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Và chào mừng các bạn trở lại với Sinh Tồn Cùng Titan Team. Hiện tại thì mình đang chơi đêm và sẽ không có ai vào để biết được là mình đang làm cái gì các bạn ạ. Tại vì là mình phải làm đêm thì mình mới có thể đào cái đường hầm bí mật được, không cho ai biết cả. Và có lẽ là mình sẽ bắt đầu đào cái đường hầm bí mật ở ngay trong chính căn nhà của mình, sâu xuống dưới và đi ngang qua khu chỗ Super Ngáo, và mình sẽ tấn công Super Ngáo một cách bất ngờ ha các bạn. Thì chính vì đào đêm thì sáng hôm sau thì khi mà mọi người vào mình mới tấn công, nên là cái việc đào này là bí mật, không cho ai biết, kể cả người thành viên trong làng luôn, nên là những thành viên trong làng đều không biết là mình sẽ làm cái gì đâu các bạn à. Và ok, thì có lẽ mình sẽ bắt đầu bắt tay để đi làm cái việc đào cái hang này thôi ha. Let's go. Các bạn ơi, hiện tại thì mình cũng đã hoàn thành xong cái khu mà đường hầm rồi. Bây giờ thì mình đang xây căn cứ các bạn. Do là mình bị thiếu đá khá là nhiều, nhưng mà không sao, mình sẽ sử dụng mấy cái khối cát cứng trắng xám này cũng được ha. Đây là nơi mà mình sẽ gọi là căn cứ họp. Ở kìa, toàn thương nhân này ngồi đấy. Để nghe thương nhân đi ra. Đấy, đây là nơi sở chỉ huy của mình ha, nơi bí mật của mình không ai có thể biết được. Do là cái hầm này mình xây lúc mà mọi người chưa vào, nên là mọi người cũng chả biết là nó có cái đường hầm này đâu. Cố gắng là bí mật càng tốt các bạn, kể cả người trong làng cũng không được biết luôn, nên là mình sẽ giấu càng lâu càng tốt. Bây giờ thì mình xử lý theo hàng áo thì mình sẽ cho mọi người biết sau. Ok, tạm thời mình cũng đã gọi là hoàn thành cái phần đường hầm bí mật, nhưng mà cái căn cứ thì vẫn chưa gọi là 100% các bạn, do là thiếu đồ quá nhiều, nên là để sau đi. Thì cứ tấn công thằng Super Ngáo trước, rồi cái đường hầm bí mật này thì mình sẽ tính sau ha, mình sẽ nâng cấp thêm, nên là cứ đợi thôi, từ từ. Bây giờ thì mình xem một vài món xem có cái nào chế được không ta, do là mình bị thiếu cát cứ chẳng. Ê, chết rồi. Ok, thằng mắt núp, thằng mắt núp đi đâu đây? Đậu xanh nhà nó thấy được các bạn ơi. Để mình hỏi nó xem là thế nào, sao lại vào đây rồi. Chết rồi, lộ rồi. Cày thế nhở, mình quên mất. Ê, thằng kia, làm gì đấy? Thằng mắt núp, làm cái gì đây? Hả? Cày mau. Anh đi kia. Alo. Nhanh. Alo, đây 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 làm gì trong đây này đây, sao dám tự ý vào nhà anh đâu. Ok, hả? được anh, em vào đây em tham quan mà. Tham quan gì sao tự ý mở cửa vậy hả? Đâu, nhầm, em mở cửa nhầm. Em có thấy gì đâu trong đấy, cái tủ của anh à? Xin anh em. thấy anh thấy mày mở cửa ở trong này rồi, mày lại đây Kìa gì anh? để anh đóng cửa lại. Đi vào, nhanh đi vào. Gà gì anh? Này, nói cho biết này, im nha, đừng nói với ai nhé. Ok, để uy tín nó cao cho nó. Ok, rồi rồi Đấy, anh mới làm cái đường hầm ấy. Anh rồi. muốn tấn công thằng Super Ngáo, do là đợt trước nó phá cái đại điện thờ của anh ấy. Thấy đẹp không? Ui, Ừ, tao chỉ khoe duy đẹp. nhất mình mày thôi đấy, tại vì mày đỡ thấy rồi. Vậy, chị Đóng cửa nè, đi, ở ui. kia, lên trên đóng cửa nhanh. Để. Quên, 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 Lộ đây, đây, hết đây. bây giờ. Rồi, Đấy, rồi, bí mật đấy ok. nha, cái này là chỗ bí mật tại vì Đây. anh chưa muốn cho làng mọi người biết đấy, do là sợ lộ thông Ui. tin thôi. Ui, cái đường này anh đào bao nhiêu đâu Anh đào khoảng một đêm, tại vì đêm anh đào đêm mà nên là không ai biết hết. Tối mọi người đi ngủ à? thì anh đào Quay, sâu đấy. sâu Đi 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 mà. đi đi. Đây là nơi sở chỉ huy, nhưng mà hiện tại thì do là hơi thiếu vốn một tí. Hiện tại thì ngân Quay. sách chưa đủ nên là chưa xây xong. Hợp lý hợp lý. Anh đang Đâu, thế bây tính giờ? Anh đang tính là chế bom á, em có bom không? Em còn bom không? Có, em có. Về cho anh mấy quả đi. Thì anh tính Dạ, nhưng mà là anh tính là thế này này, kế hoạch của anh á là anh đi đường hầm này này. Tại vì anh có đào đến tận bên kia rồi, nè. Đào tận bên kia này, đó thì anh sẽ đến xa nhà đấy. Xua Ngáo. Anh có cái máy bắn đá. Nè. Xong rồi anh sẽ đặt anh bay qua anh đặt bom nhà Xua Ngáo, phá nó, Ừ, anh trả hợp thù. lý Được không? Nhưng mà cho anh mấy được. quả bom ấy, nhưng mà đừng đừng nói với ai nhá. Bí mật đấy. Ok, nhưng Được. mà em vứt 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 bom trên này. Đấy, Đừng em đừng đi nói đây với nhá. Monster với lại Thong Phít nhá. Không Ok nói với ai, ok cả ok cả Seni luôn. ok 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 yên tâm, Nhớ em uy đấy. tín. Yên tâm, Cái không này đường hầm nói bí mật không ai biết hết. không cho mấy anh biết đúng không? Lên Ok đi, ok nhưng mà đừng hạn chế xuống đây nữa nha. Do là ok mọi người đang trong game rồi nên là mọi người sẽ biết cái chấm xanh của mình đấy.
Rồi. Ừ. Ok, hợp lý rồi. Đây, em đi về em lấy bom nào. Ok. Đâu đưa bom cho anh đi. Đây Có đây bom đây không? bom đây bom đây bom đây bom đây. Đây, ok à. Anh lấy bom này đi. Còn quả nào cho anh quả nữa, tại vì anh cũng sẽ chế à. Đây 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 đây. Ừ. Nhà em buôn đậu Đây, bom ở à? đây cho anh 3 quả đi. 3 quả thôi đủ rồi. Đấy, anh lấy hết lớn rồi. Ủa, anh lấy rìu anh chặt là không Đó. bị sao đâu đúng không? Đúng 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 đúng. Ừ, còn giờ anh mà ép cái điện điện gì ấy nó nổ ấy. Ở đây anh dùng cái công tắc này là có sao đúng không? Đúng rồi. Đâu anh Thôi. thử đặt xem à. Thôi thôi anh không đặt đâu, nổi nhà mày chết. Xong anh bắt đền à? Rồi, rồi đi Ngu đi đi. gì? Đồ ta ủa? À 3 quả chưa chưa mở vật phẩm à? Quầy quên. Rồi. Phải mở cái này ra đúng không? Cấm dùng vật phẩm. Đúng 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 đúng. Đấy, dùng được rồi. Hợp lý. Đấy, Bí mật đấy nhá. nhìn ok, em uy tín Đấy khủng rồi đi quá. làm mất công mày ở chung ở đây sinh nghi, đi chỗ khay, anh Ok đá mày ok ra kia. ok. Gì đây Monster? Hello. Này em chặt được miếng gỗ này anh, mà anh cần miếng miếng gỗ hay là anh cần gỗ nguyên chất? Gỗ nguyên chất luôn em. Thì gỗ nguyên chất luôn Gỗ hả? gỗ gì cũng được, gỗ miếng gỗ nhỏ hoặc là cành gỗ gì cứ là gỗ là được em, nhưng mà anh quả nhá, anh Ok không lấy gỗ đỏ ok gỗ kia đâu. đây em biết trước luôn, em hiểu tâm lý anh mà đó, nên là đây em 2 stack rưỡi nha anh. Đó, 2 stack rưỡi rồi quả luôn. Đậu xanh em đổ ra luôn à? Ủa anh nói gỗ nào cũng được mà. Gỗ nào cũng được, ý nói thế thôi chứ không phải đưa cho kia chứ, tự nhiên đổi hết này đội giá thế nhở, này đáng bao nhiêu Em đâu. trời, em lỡ đỏ hết trơn rồi. Đây coi như là thôi đưa cho em 10 thỏi sắt đi. Đấy đi, Qua ăn hết em. titan rồi. Ok, cũng được anh. Mà anh cần tìm gì nữa không? Anh cần em tìm gì nữa không? Anh cần đá em ơi. Đá hả? À anh cần đá với lại thôi đá đi, nhưng mà Ừ. này anh cho cái này Đâu anh? tặng đấy. Đâu đâu đâu. Uầy. Nghe quà là Ở thấy hết ngoài rồi. không vô trong. Ở đâu? Ok. Ở Ê, ngoài giờ cái rồi. gì mà sao nghiêm Đây anh trọng cho vậy? em cái này đây, cho em cái viên gọi là viên thu thập chuẩn. Sao đây? Khu hợp chuẩn. À, anh cần đá ấy đúng không? Đá nguyên đúng không? Không đá nào cũng được, anh cho tặng thôi tại vì anh dư rồi. Ok, hen kêu anh nha, bây giờ em đi kiếm đá đi. Kiếm Rồi đá đi. xíu nữa em về em bán nha anh. Anh Kiro, anh Kiro. Em có cái giáp giáp nhưng mà em không có cái phản đao ấy. Anh có cái phản đao cho em miếng. Có Em ở phát. nhưng mà giáp em nhiều không, em có giáp cả mũ các thứ chưa? Rồi em full rồi, em full kim cương rồi này. Full rồi. Đây anh cho mày cái này, thực ra cái này anh cũng đang tính ép vào cái giáp của anh ấy, nhưng mà do là sắp tới thì anh cũng sẽ đánh tầm xa là trên hết nên là thôi anh cũng chả cần làm gì. Đây Rồi rồi cái này rồi, là thì cho cái em. phản đam, cái này anh mới mới kiếm được, nó là cái counter này, này phản đam 23 đam đấy, cho ép đi Ui. em thử xem ok không. Người trong Đâu, làng khá quý đấy. lắm anh mới cho đấy nhá, anh quý mày Ui. lắm đấy. Ok, em xin nữa. Rồi, xin chị. Đi về em ép đây. Các bạn ơi, thằng mắt nút nó vừa xin đồ các bạn, nhưng mà thôi cứ cho, tại vì người trong làng anh em các thứ mà, mình thì mình chú trọng vào tình cảm anh em là chính, nên là người trong làng với nhau là mình cứ cứ thấy ai xin gì là mình cho. Các bạn có thể thấy rằng là rất là nhiều người vào rương mình lục nhá, toàn vào lấy đồ thôi. Ê bây giờ có lẽ là mình sẽ bắt đầu đi tấn công thôi các bạn ạ. Mình sẽ tổng tấn công super ngáo ha, bây giờ đầy đủ đồ đạc các thứ rồi này, cũng ok rồi đấy, ok la rồi. Đây đồ mình này mình có thiếu đâu, mình có giáp kim cương các thứ này, cái này có dòng khởi nóc, cái này là gì vậy, rơi à? Đấy kiểu vậy. Sắp tới nơi rồi các bạn à, đường hầm rất là dài luôn, tại vì là đây là một cái đường hầm hình chữ L, mình đâm thẳng qua nhà của Song Fit và mình đâm ngang sang. Mình sẽ không xây đường hầm trực diện đâu, bởi vì thứ nhất là sợ nó đào chúng, nên là mình phải xây đường vòng cung qua để đề phòng là super ngáo nó có thấy ấy, thì cái này nó sẽ không thấy được đâu, tại vì mình xây sau nhà nó mà sao nó biết được. Đây 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 đường lên nha các bạn. Do là mình là chủ phòng nên là super ngáo không hề tầm nhìn xa được đâu, rất là khó và nó cũng sẽ không biết được đâu, tại vì bây giờ mình sẽ ra mình đánh nhanh rút nhanh mà, mình tấn công nhanh gọn lẹ luôn chứ mình không có lung tung. Thôi xong rồi, cái chỗ này mình chưa đặt thêm cái bậc thang rồi các bạn. Bây giờ sao ta, để xem là có chế được không. Đây đây đây, uầy may thế nhở, chế được thêm 9 cái bậc thang nữa này. Quên hôm trước làm mà kiểu như làm giữa chừng xong đi ngủ đó, tại vì xây cả đêm mà mệt lắm nên là không có để ý. Còn 9 cái cầu thang này được này,
chắc là với cái 9 cái cầu thang này chắc là mình sẽ lên lên được đấy. Đây rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ qua mình đặt ngay lập tức ha. Yên tâm, nó sẽ không thể biết được đâu, tại vì cái này mình đánh bất ngờ mà. Đấy, chỉ cần đứng sát vào đây này là bay qua được này. Ok ok, được rồi được rồi được rồi được rồi. Nghe nghe tiếng gì đây ta? Nghe tiếng gì ta? Nó không biết đâu, nó không biết. Okay. Nó biết. Hello anh, ê, trời, em gọi anh đây nãy giờ nè. Ôi trời. Ôi sao? Ờ, chém cái chết rồi. Ủa kỳ vậy, yếu vậy. Ủa sao? Sao mày còn ở đấy? Ai kìa, ai kìa. Không sao, không sao, không sao, không sao. Ê, mày vô sao đi. Đây, bị kẹt à, cay đấy hả? À, tính qua đây đặt bơm của em. Em đứng đây em canh rồi, để coi anh làm gì em. Đâu rồi, anh đâu rồi? Ủa, anh đâu rồi? Không sao, không sao, tao đặt được. Không sao, tao đặt được. Đừng. Đúng rồi, mày vô thôi. À, để coi em chém anh hoài luôn, coi anh hồi sinh. Nhưng mà anh, nhưng mà anh hồi sinh anh sẽ đặt được cái này. Ở gà, ở gà, ở gà, ở gà, ôi ôi. Đợi đi, ừ, mày đợi đấy, mày đợi. Ôi, đâu rồi, đâu rồi. Để coi anh đặt được không? Hay đấy nhờ. Đây, đây, đặt, 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 hết bơm, đặt hết bơm. Ok ạ. Thôi, rồi, xong, rồi, xong. Ok ạ. Rồi, xong, anh tính sao, anh tính sao. Không sao, không sao. Nhanh sao. Rồi, sao. Ê, tật hụt ra. Em ơi, em có thể anh xin lỗi chẳng qua là anh đi đường nhầm thôi chứ anh cũng không có nhầm anh à. Anh nghĩ sao à? Anh nhầm tới nỗi anh vô nhà anh nhầm em, thôi anh đập hôm luôn rồi. Anh em với nhau hồi xưa giờ mà thôi không có anh em gì hết trơn á. Bây giờ anh tính sao hả? Anh tính làm gì, cái trò gì đây hả? Giờ anh qua nhà của em giờ anh hết sao rồi em, à. Em có thể trả đồ cho anh được không? Hả? Đồ anh... gì sao anh, em lại trả? Ơ kìa, anh qua phá nhà ủa? Em anh còn đòi trả đồ nữa. Anh tưởng mày đi lấy đá rồi. Trời ơi, đâu trời. Ê trời. Thôi, anh nghĩ sao mà anh đòi qua anh phá lâu đài em mà anh còn kêu trả đồ nữa. Hôm nay anh em đang vui đại. Nè, kỳ ta. Tha mày lần này đấy. Mày nhớ mày. Sợ quá, sợ quá. Các bạn ơi, mình không biết lý do vì sao mà super ngáo nó vẫn còn on các bạn ạ. Mặc dù là mình rõ là mình được biết là hàng super ngáo đi ăn cơm rồi. Do là đang quay tầm buổi trưa, đâm ra là chả hiểu sao nó vẫn còn ở đấy. Nói chung là hơi đen. Chắc là cái cắt này nó không ổn lắm các bạn. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phải chế khẩu pháo để mình bắn nhà nó thì hợp lý hơn. Chứ dùng thuốc nổ này không ổn lắm, khá là khó. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đặt và mình sẽ cho nổ được ngay. Nhưng mà có vẻ như là không phải dễ dàng như mình nghĩ. Tại vì mình đặt ra còn bị hụt đó các bạn. Với lại không đặt được, nó bị vướng mấy con chó sói này. Chứ nếu mà không có chó sói thì mình nghĩ là mình sẽ đặt được ấy. Kiểu như bị vướng, tại vì click không được, không ăn, mình không hiểu vì sao luôn ấy. Nhưng mà thôi, chắc là chế pháo đi, ra đứng ngoài bắn cho nhanh, đỡ màu mè, đỡ tốn thời gian các bạn. Thôi, có lẽ mình sẽ xin dừng clip ở đây và mình sẽ đi tập trung nghiên cứu chế pháo ha. Mình sẽ bắn qua nhà nó, chứ mình không có thể làm gì được hết á. Chứ nó khỏe quá, bây giờ khó thật sự các bạn. Ok, thì có lẽ mình sẽ xin dừng clip ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên để mình một like cũng như một đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.